ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng. Trong thế giới bóng đá, các đội bóng không chỉ có nguồn thu chính từ tiền bán vé, tiền bán quyền truyền hình, các dịch vụ kèm theo và tài trợ áo đấu là một phần không thể thiếu, mang lại doanh thu cho các câu lạc bộ. Thương hiệu nhà tài trợ cũng lớn mạnh theo danh tiếng của các đội bóng, đặc biệt là những đội bóng lớn có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Nhưng đã bao giờ người ta tự hỏi, có một nhà tài trợ nào lại gắn logo của mình đến gần 30 năm trên màu áo của một câu lạc bộ? Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với mối lương duyên rất đặc biệt tận 27 năm giữa câu lạc bộ Inter Milan và Pirelli. Giải đáp cho câu hỏi mà ít người quan tâm, đó chính là mối tình giữa Inter và Pirelli. Pirelli là một thương hiệu lốp ô tô lâu đời, hàng đầu trên thế giới, có trụ sở tại Milano và thường xuyên tài trợ lốp xe cho các giải đua thể thao công thức 1. Với khẩu hiệu Power is nothing without control, thì Pirelli luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự đột phá trong thể thao. Là một thương hiệu toàn cầu nên Pirelli có mặt ở rất nhiều trên áo đấu của các câu lạc bộ bóng đá, từ Vélez Sarsfield của Argentina, Peñarol của Uruguay hay Palmeiras của Brazil. Pirelli đều là nhà tài trợ chính trên áo đấu của họ. Nhưng để nói đến một chiếc áo đã khuếch trương hình ảnh cũng như thanh thế của hãng lốp xe đến từ nước Ý, thì đó phải là Inter Milan. Ngày 25 tháng 2 năm 1995, cựu chủ tịch Massimo Moratti mua lại Inter, và cũng trong mùa giải đó, Pirelli chính thức là đối tác của Inter từ đó cho đến nay. Mối tình kéo dài 27 năm. Đến nay, khi mà Moratti đã thoái vị, nhường chỗ của mình cho Eric Thohir, nhưng Pirelli hứa hẹn và sẽ tiếp tục là đối tác lâu dài của Inter. Theo tờ Tutto Sport, số ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2014, ở Italia, vị tỷ phú người Indonesia cùng với các cổ đông và lãnh đạo đã thương thảo với Pirelli để tăng thêm tài trợ khi chấm dứt hợp đồng cũ sau khi mùa giải 2015-2016 khép lại. Vị CEO của hãng lốp xe danh tiếng Pirelli chính là Marco Tronchetti Provera, một người bạn tri kỷ của Massimo Moratti và cũng từng là cổ đông chính của Inter. Nhưng khi Moratti trở thành cựu chủ tịch và không còn là ông chủ thật sự, thì tình bạn đó khó có vai trò lớn cho việc thương thảo hợp đồng mới. Cụ thể, Eric Thohir muốn Inter nhận được từ Pirelli 20 triệu euro một năm thay vì 14 triệu euro một năm như hợp đồng. Hãy bỏ qua hết những vấn đề tài chính và lợi nhuận. Nếu ta xét ở một khía cạnh khác về mặt hình ảnh cũng như lịch sử, thì tất cả những ai đã và đang yêu mến màu áo xanh đen của đội bóng thành Milan đều không hề muốn đội chủ sân Giuseppe Meazza phải chia tay chiếc áo Pirelli. Pirelli đã cùng Inter đi một chặng đường dài từ ngày mà Moratti mới vừa nhậm chức, cũng là lúc mà cựu đội trưởng huyền thoại câu lạc bộ Javier Zanetti có những bước chạy đầu tiên trên thảm cỏ Meazza, cho đến khi cả hai đều không còn nắm giữ cương vị cũ của mình. Moratti đã trở thành chủ tịch danh dự, còn Zanetti đã không còn thi đấu mà trở thành đại sứ hình ảnh của Inter. Tất cả đã thay đổi, nhưng Pirelli thì vẫn còn ở đó. Một dòng chữ đơn giản, nhưng đó hiện hữu trên áo đấu của Inter suốt gần 30 năm. Đối với những cổ động viên trung lập, thì họ có thể xem đó là một sự nhàm chán và cần phải thay đổi. Nhưng với riêng các Interista, thì nó là một phần của lịch sử, một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của câu lạc bộ này. Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp đó sẽ còn kéo dài, thì biến cố xảy ra. Inter Milan thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Sơn Ninh Trung Quốc kể từ năm 2016. Bất chấp việc vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2010, họ vẫn ghi nhận khoản lỗ lớn lên đến gần 285 triệu đô, vượt qua con số 246,3 triệu đô của Juventus. Toàn bộ năm tài chính 2020-2021 bị ảnh hưởng đáng kể bởi tác động kinh tế xã hội từ Covid-19. Tại cả Ý cũng như trên toàn thế giới, hàng loạt các biện pháp hạn chế đã được áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các hoạt động sản xuất. Inter chia sẻ thêm trong năm tài chính vừa qua, họ chỉ tạo ra doanh thu hơn 422 triệu đô. Hầu hết Inter không có thu nhập trong ngày thi đấu, khi các trận đấu diễn ra mà không có khán giả. Ngoài ra, Inter cũng không thể cung cấp đầy đủ quyền lợi cho nhà tài trợ do ảnh hưởng của Covid-19. Trước khi lâm vào cảnh khó khăn về tài chính với Inter, tập đoàn Sơn Ninh đã rút tiền tài trợ cho câu lạc bộ Jiangsu, trước đây có tên là Jiangsu Sơn Ninh, dẫn đến việc đội bóng bị giải thể vào đầu năm nay, dù vừa vô địch giải quốc gia Trung Quốc.
Để đối phó với những khó khăn về tài chính, các ông chủ Trung Quốc của Inter đã vay 336 triệu đô từ Oaktree Capital Management vào tháng 5 năm 2021 với tiền gốc và lãi được trả trong vòng 3 năm. Inter bước vào mùa 2021-2022 với nhiều khó khăn. Huấn luyện viên đương họ của Serie A Antonio Conte cùng với chân sút số 1 Romelu Lukaku ra đi. Ngoài ra, thỏa thuận tài trợ với đối tác lâu năm Pirelli cũng chấm dứt. Để thay cho Pirelli, Inter đã ký hợp đồng với website có tên là Socios.com theo một thỏa thuận trị giá 23,5 triệu đô la một năm. Sự kết thúc của màn hợp tác mang tính biểu tượng này sau 27 năm khiến các Interista cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Giám đốc điều hành của Pirelli, Marco Tronchetti Provera, nói với chương trình phát thanh Paramento của Rai Sport rằng công ty đã không đưa ra lựa chọn gia hạn thỏa thuận lâu dài và Pirelli sẽ không còn xuất hiện trên áo đấu của Inter nữa. Chúng tôi đang đàm phán với giám đốc điều hành của Inter Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta và những vị giám đốc khác. Chúng tôi sẽ không còn là nhà tài trợ trang phục thi đấu của Inter, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với câu lạc bộ sẽ tiếp tục, ông Provera chia sẻ. Đáp lại, Inter đã đưa ra một tuyên bố với nội dung là một phần của cơ cấu vốn và quản lý thanh khoản đang diễn ra và quyền sở hữu của chúng tôi đang đàm phán để cung cấp một số giải pháp về mặt này, trong khi Sunny đã xác nhận cam kết của họ về vấn đề tài chính đang diễn ra với việc hỗ trợ câu lạc bộ dù có hoặc không có sự bổ sung từ bên ngoài, thì việc nhìn ra bên ngoài cũng là điều hợp lý và thận trọng. Với suy nghĩ trên, Sunny đã chỉ định các cố vấn chủ chốt ở châu Á làm việc với họ để tìm kiếm một đối tác phù hợp, có thể là bằng cách bơm vốn cổ phần hoặc với hình thức khác. Ngoài ra, Inter cũng đang ký một loạt hợp đồng quảng cáo ở mặt sau và trên cánh tay ảo với Lenovo và Digital Peace. Trong đó, thỏa thuận với chủ sở hữu của Digital Peace là Zitara Labs giúp Inter thu về hơn 100 triệu đô trong vài năm tới. Chiến lược của câu lạc bộ là tập trung vào giám sát chi phí nhằm mục đích nhanh chóng thích ứng với bối cảnh thay đổi của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục đầu tư các nguồn lực thích hợp để phát triển đội bóng. Trên hết, sân vận động vẫn chưa hoạt động hết công suất. Inter chia sẻ, khi người hâm mộ vào kín sân, Inter sẽ khai thác nguồn doanh thu thiết yếu này để giảm thiểu những tác động tài chính cho mùa giải 2021-2022. Mới đây, Inter đã tăng cường hợp tác với nền tảng giải trí LeoVegas.news thông qua trở thành nhà tài trợ trên trang phục tập luyện chính thức của đội bóng. Giám đốc điều hành Inter Alessandro Antonello cho biết, chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc nâng cấp quan hệ đối tác giữa Inter và LeoVegas News chỉ sau 6 tháng. Ba hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến hết mùa 2024-2025, được công bố trước trận derby thành Milano vào tháng 2 vừa qua mà Inter đã thắng 1-0. Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo về sự hợp tác mới này với Inter, một câu lạc bộ có lịch sử nổi tiếng thế giới. Vị giám đốc điều hành của LeoVegas News, Niklas Linda, chia sẻ. Ngoài ra, thương hiệu của trang web này cũng sẽ hiển thị trong đường hầm tại sân vận động Giuseppe Meazza và tại sân cỏ của trung tâm đào tạo Sunny ở Appiano Gentile. Dẫu biết rằng mối lương duyên nào cũng sẽ có hồi khép lại, thế nhưng những cổ động viên của Inter sẽ không thể nào quên được hình ảnh những chiếc áo đấu sọc xanh đen cùng với dòng chữ Pirelli trước ngực đã từng song hành với những thế hệ cầu thủ huyền thoại như Ronaldo de Lima, Diego Milito, Javier Zanetti. Họ đã cùng nhau nâng cao chiếc vô địch Serie A, Champions League hay UEFA Cup. Quả thật, 27 năm, một chặng đường mà Pirelli và Inter như là một. Ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng.